Hello cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Liên Cần Thơ của em nha cả nhà ơi. Thì hôm nay em sẽ lên cho cả nhà một công thức cốt retinol dành cho da nhạy cảm. Da nhạy cảm thì sẽ không sử dụng tẩy luôn nha mọi người, tại vì thường đa phần mấy chị mà da ngứa thì bỏ tẩy bỏ này kia nó sẽ dễ gây ngứa cho da, cho nên là em sử dụng là cốt thái là chính và bỏ vô một ít retinol để kích thích cái độ trắng trong kem cho nó lên cho mấy chị thôi, chứ em không có bỏ tẩy hay là bỏ bạch ngọc liên, không bỏ tẩy bỏ gì hết nha mọi người nha. Thì cái này pha để cho mình sử dụng thử coi như thế nào. Cái bill đó tiêu rồi ta, cái bill nãy mình hủ mấy trăm gram vô lên 200g cả nhà ha. Thì bây giờ em sẽ pha những cái thành phần kem đơn giản thôi để cho nó không có gây kích ứng da cho mình nha mọi người. Thường đa phần nó da bình thường thì mấy chị pha cái gì cũng được hết, pha càng mạnh càng tốt. Nhưng mà riêng đặc biệt mà cái da nhạy cảm, da ngứa thật sự là không dám bỏ gì hết. Những cái da này là em ngại lẫn trộn luôn á mọi người. Nhưng mà tại vì khách người ta muốn sử dụng thử coi nó như thế nào, nói chung là da ngứa nhưng mà khách cũng ham trắng cả nhà ha. Thì cái công thức này nó tương đương với lại cái công thức dưỡng và công thức dành cho mẹ bầu đó, công thức này là công thức an toàn ha cả nhà ha. Rồi cả nhà muốn sử dụng công thức không tẩy thì mấy chị có thể sử dụng công thức này dùm cho em nha mọi người. Em sẽ chọn những cái thành phần đơn giản thôi để các bạn sử dụng và em sẽ vào giúp trộn nha mọi người ha. Rồi bây giờ bắt đầu em sẽ vào clip trộn, đây là những thành phần kem trộn của mình. Da ngứa thì đa phần thì em sẽ không có bỏ những cái thành phần linh tinh lang tang, chủ đạo chính là bao nhiêu đó thôi ha cả nhà ha. Cái này là én thái chống ngứa, còn cái này là retinol, cái chai nó hết nên là em cắt em dít em bỏ vào trong hộp cả nhà ha. Đây là retinol nha mọi người, thì cái này mấy chị sử dụng buổi tối dùm cho em. Bữa nãy khách này không biết cái bill đâu rồi, đưa tôi coi nó đặt cái gì heo mà giống. Này là pha vừa xài, là không đặt không lỏng. Bởi em lên cái clip kem lỏng, cái tự nhiên mấy chị qua mấy chị đặt kem lỏng quá trời, lỏng thấm lỏng thấm lỏng lỏng thấm quá trời luôn mấy chị ha. Thôi nói chung là đa phần mấy chị có một số chị em nhà mình lại thích xài cái kem cốt thái mà cái dạng thấm nhiều á mấy chị ha. Thấm không phải là lỏng quá, nó sệt sệt, nó dẻo dẻo mà nó thấm cho mấy chị. Sức tới đâu nó thấm vô trong da mấy chị đi đó. Nó đỡ ít hơn cho mình cái mùa nắng nóng. Đó cho nên là chị em nhà mình mua cái gì, thích cái gì thì mấy chị cứ nói với em, chốt nhanh gọn lẹ dùm cho em mấy chị ha. Chứ mấy chị nói vòng vòng em cũng không hiểu gì chân. Có nhiều chị mua hàng mà mấy chị nói tam tòng tứ nai vậy em cũng không hiểu luôn mọi người. Cái này là gái Nhật em sử dụng hai hộp nha. Xong cái mấy chị quay qua mấy chị nói em mới là tư vấn vòng vo quá, nói thẳng vào vấn đề chính đi. Nói thẳng vào vấn đề chính đi. Cái vấn đề chính ở đây là cái thứ nhất là em hỏi mấy chị là da mấy chị có ngứa không, mấy chị muốn mua kem loại nào ha, kem trộn sẵn hay là nguyên liệu đó. Cái đó là cái vấn đề thẳng chính của em hay hỏi mấy chị đó. Còn mấy chị mới là người dòng do đó, mấy bả vô cái chủ yếu là mấy bả muốn em tư vấn đó, mấy chị hiểu không, muốn em tư vấn dùm là kem của mấy chị chọn cái đó mà bây giờ nó lỡ nó không vậy rồi, nó hư hoặc là nó không có trắng gì đó, muốn em thêm cái này cái kia vô á, cho nên mấy bả dòng do. Xong cái mấy bả hỏi em không trả lời, cái bả phán em câu vậy đó mấy chị. Tại vì thường á đa phần á cái thứ nhất á là mấy chị mua kem của em thì em sẽ tư vấn cho mấy chị cái kem của em thôi, còn những công thức của người khác đưa qua thì em sẽ tính tiền cho mấy chị lấy thì em tính tiền. Còn mà kêu em á là phê bình công thức của người khác hoặc là hả đưa chừng cả ngàn công thức qua hỏi em cái này được không cái kia được không mà em sẽ không trả lời mấy chị đâu, tại vì em hồi đó giờ không thích phê bình công thức của ai hết trơn á mấy chị. Mỗi người á là người ta sẽ có cái cách công thức riêng của người ta, cho nên á mà mấy chị thích công thức đó thì mấy chị có thể mua bên đó luôn. Em nói thiệt, có thể mua công thức bên đó của người ta chạy dịch, tại vì đa phần á mấy công thức mấy chị đưa em á là người ta giấu lại trong đó phân nửa, không ai mà đưa công thức lên trên mạng hết trơn. Em nói thật sự luôn, cho nên là khi mà mấy chị hỏi em á, cho nên là em không có trả lời là vậy đó, tại vì cái đó là những cái mà người ta giấu á mấy chị hiểu không. Ví dụ như người ta cho mấy chị công thức không bao giờ người ta cho hết mấy chị công thức hết trơn, mấy chị mua về không bao giờ mấy chị trộn được, em đảm bảo luôn. Không bao giờ mấy chị mà trộn ra được cái chất kem đẹp hết trơn á, em đảm bảo 100% luôn mấy chị ha. Đó rồi xong á, có nhiều chị em cũng tư vấn và em nói giống vậy đó thì mấy chị đó không chịu. Mấy chị nói này kia kia nọ, nó thôi thôi gì em khỏi tư vấn cho nó đỡ mất thời gian. Đó mấy chị mua công thức thì mấy chị có thể xem cái công thức đó của ai, mấy chị có thể mua. Người ta sẽ tư vấn và thêm bớt cái thành phần của người ta thêm cho mấy chị.
Chứ đa phần á, những cái công thức trên mạng em nói thiệt với mấy chị á, là người ta quay thì người ta quay lại vậy thôi, chứ người ta cũng giấu lại một phần hai phần trong đó trơn. Em nhìn công thức là em biết hết trơn à mọi người. Đảm bảo khi mà mấy chị em bán cho mấy chị về cái pha ra lỏng le lỏng lét hoặc là này kia về cái mấy chị la em nữa, hoặc em tư vấn thì mấy chị không nghe đó, cho nên là mất công lắm mọi người. Rồi cứ gửi công thức của người khác qua cho em hoài luôn, cho nên là em làm biếng tư vấn chứ không gì hết trơn. Đó có một số chị mua về trộn đâu được đâu, trộn đâu được cái bắt đầu là nhảy vào hỏi em, xin nhảy vào hỏi em tiếp nữa. Cho nên là hả, mấy chị mua công thức qua mình nhờ bên đó người ta tư vấn kỹ cho mình rồi mình mua, chứ đa phần mấy chị lấy công thức trên mạng mà mấy chị đi ra chợ mua ha, không bao giờ trộn được. Em nói thiệt, không bao giờ trộn qua chắc trộn được, chứ không phải là không được, trộn nó vẫn được bình thường mấy chị, nhưng mà cái chất kem của nó ra nó không có đẹp, nó ra không có như mấy chị mong muốn đó, không bao giờ ra giống như mấy chị mong muốn. Tại vì thường đa phần người ta quay để mấy chị mua hàng của người ta, cho nên là người ta đâu có phô hết cái công thức của người ta ra đâu, người ta quay đại khái cho mấy chị xem thôi. Cho nên khi mà mấy chị qua mấy chị hỏi em, mấy chị kêu em tư vấn công thức của người khác là em không có tư vấn đâu mấy chị ha. Em chỉ tư vấn kem của em, công thức của em thôi, còn những cái vấn đề khác là em sẽ không trả lời mấy chị. Xong cái không trả lời mấy bà, cái mấy bà chửi em. Bà nói dòng do quá, bác hàng nói dòng do. Trời đất quỷ thần ơi, mình tư vấn thiệt thì nói mình nói dòng do, mà chính là mấy chị mới là người nói dòng do đó. Cái này là kích Thái, ở lộn, cái này là kích Lan Anh nha. Thay vì là em không bỏ tẩy thì em sẽ bỏ cái kích này để thay vào cái phần tẩy để cho nó năng tâm. Em sử dụng hai ống tẩy Lan Anh nha mấy chị nha. Em sử dụng hai ống tẩy Lan Anh. Hỏi sao mà em không trả lời, không tư vấn cái vấn đề bà hỏi công thức của bà, xong cái bà chửi ngược lên. Khổ dễ sợ không? Em chỉ tư vấn kem của em thôi. Hoặc là mấy chị mua gì hàng bên em sẽ tư vấn cho mình, còn công thức của người khác thì em sẽ không có tư vấn, em không có thời gian đâu mà tư vấn mấy cái công thức của người. Ví dụ như là da mấy chị làm sao? Ví dụ như da mấy chị đen không, hoặc là da mấy chị ngứa, hoặc là da mấy chị trắng bình thường, hoặc là da mấy chị có vấn đề gì thì mấy chị nói với em. Da ngứa, da nhạy cảm đó, rồi da khô da gì đó, thì mấy chị nói với em, rồi em gửi cái kem cho mình lựa đó. Em tư vấn từ cái thành phần kem cho mình. Cái kem này là da bình thường sử dụng được, kem này là trắng nhiều nhưng mà da ngứa thì không xài được đó. Em giải thích và em tư vấn cặn kẽ cho mình hết, chứ không phải là không tư vấn nha mấy chị. Tư vấn cặn kẽ xong rồi đó, mình lựa cái nào thì mình lựa, hoặc là da mình có vấn đề giống như thế này nè thì mấy chị nói với em sẽ pha cho mấy chị. Da chị ngứa chị không có sử dụng tẩy này kia được, em pha cho chị đừng có ngứa ha, thì em pha theo ý của mình đó. Vậy đó, đơn giản vậy thôi mấy chị ha. Cái này, công thức này mấy chị sử dụng cho em 4-5 ống BL dùng cho em nha mọi người. Cái này là én Thái ha. Ở thì da mình như thế nào mình nói cho em biết được, em tư vấn rồi cho mình lựa kem là xong. Rồi có nhiều bà bán giống như là bà nhắn cái gì em cũng chả hiểu cái gì luôn, mà em cũng lười đọc luôn cái gì. Nhắn mấy cái tào lao em làm biết đọc cũng chết luôn. Nó không đâu mà đọc mấy cái tào lao, nhắn ra một chàng không hiểu gì hết trơn. Ví dụ như em hỏi, ví dụ cho mấy chị nghe, ví dụ như em hỏi mấy chị tên gì mà mấy chị không trả lời mấy chị tên gì, mấy chị trả lời là tôi họ Nguyễn, nhà tôi ở Kiên Giang, Cần Thơ, Bạc Liêu. Nó không có đi vô vấn đề gì trơn á, nó không vô vấn đề gì trơn á mấy chị. Hỏi bà, hỏi cứ hỏi ngay cái vấn đề đó mà bà không trả lời, hỏi mấy lần cũng trả lời giống vậy nữa, em cũng là biến tư vấn luôn. Rồi mấy người đó thôi là em không bán luôn đó mấy chị, mất thời gian. Hỏi có nhiêu mà không trả lời, cứ trả lời gì, hỏi cái gì hoài luôn á, thời gian luôn. Cái này là em sử dụng kích nè, kích Thái nhiều thiếu cho mấy chị ha, cho nó lên tâm, khử da vàng cho mình nè. Tại cái này không có sử dụng tẩy, không có sử dụng mấy cái thành phần kem mạnh, thì em sẽ lựa chọn những cái thành phần kích. Cái này kích Abutin, không biết bà xài được không nữa, không biết xài kích Abutin được không nữa nè. Cho miếng kích Abutin chống nắng, cái da ngứa ngứa không biết làm sao nữa, thôi để thử miếng kích Abutin coi chỉ xài được không. Ví dụ như người ta thật sự muốn mua là người ta sẽ nói với em, da em nó bị ngứa gì đó, chị đừng bỏ tẩy của gì cho em hết trơn á, mà xa cho nó lên tông cho em tí xíu nó rồi, hoặc là hả pha đặc hay là pha thấm hay là pha gì đó yêu cầu em, thì cái đó là em đi chiều mấy chị hết mình. Thì em biết ngay cái vấn đề để mà em pha cho mình rồi chốt đơn, rồi bao mua phủ bao nhiêu gam là được mấy chị. Cổ này không có chốt hàng mà cứ nói cái gì không mà không có chốt đơn, không có chốt là mua cái gì mà mấy bà nói ông nội ngoại gì em không hiểu. Cái này là viên nano cấp ẩm nha cả nhà nhé.
Rồi em sẽ đánh cái này lên. Nó không có trắng nhiều nha mấy chị nha. Nó sẽ lên tông từ từ cho mấy chị. Nó khử da vàng, da thâm, da đen. Và nó lên tông, nó khử da đen của mình từ từ. Tại sao? Tại vì cái này em không có sử dụng tẩy, không có sử dụng gì hết. Cho nên là nó sẽ không có trắng cốc tóc. Nó không có trắng nhanh, không có trắng mạnh. Mà nó thuộc vào cái dạng cốt an toàn nha mấy chị ha. Cốt an toàn và lên tông từ từ cho mình. Rồi cái non đó thì nó sẽ khử thâm, khử da vàng cho mấy, khử mấy cái da đen của mình ha mấy chị ha. Lên từ từ nghe em nói trước nha. Đó rồi xong một cái về xước cái đòi trắng bông trắng bóc nhanh không có. Cái này là do da của mấy chị nên bắt buộc em phải trộn như thế này để cho mình dưỡng từ từ, thay vì mình không có xài kem được, mấy chị hiểu không? Thay vì cái da của mình ngứa mình xài mua tùm lum kem của người ta hết trơn á. Cái này là retinol nha mấy chị nha. Cái này là retinol ha. Đó em sẽ cho retinol để nó lên tông cho chị nè. Thay vì mấy chị đi mua kem hết trơn, kem nào mấy chị cũng không có sử dụng được hết trơn á, mua chỗ nào mấy chị xài cũng bị ngứa hết trơn á. Tại vì sao? Người ta đâu có pha theo da cho mấy chị đâu, người ta pha sẵn rồi người ta vô hũ người ta bán đó, đơn giản như đó mấy chị. Còn da mấy chị ngứa hay không á là kệ mấy chị, mấy chị về mấy chị sử dụng được hay không là kệ mấy chị. Cái này á là do khách yêu cầu, đó là da người ta bị ngứa, người ta mong muốn được xài kem cho nó trắng cái da nhưng mà nó không có ngứa đó. Cho nên là cái này á là em pha không tẩy, lên tông trắng từ từ, trắng từ từ dưỡng khử thâm cho mình nha. Cái này là em nói trước không có trắng mạnh đâu nha. Đó, chị này kêu pha vừa xài không đặc không lỏng, vừa xài hết mấy chị ha. Nè đó, cho một ít dưỡng vô nữa là được mấy chị ơi, cho dùm em một ít dưỡng vô nữa là được nè. Đó, cái chất kem của mình ha mấy chị ha. Còn chị nào muốn ủ đậm đặc á thì có thể xài như thế này luôn giùm cho em cũng được. Đó, ai mà ủ được thì xài giống như thế này luôn cũng được ha mấy chị ha. Ai thích đậm đặc thì xài nguyên cái giống như thế này, nó dẻo đậm đặc cho mấy chị nè. Nhưng mà cái này á mà xài đậm đặc như vậy nó rít dữ lắm mấy chị, không có sử dụng nổi đâu. Cho vào một ít dưỡng mấy chị. Cái này là dưỡng sắc hương. Dưỡng sắc hương và một ít quai. Chị nào da ngứa thì mấy chị cứ xài cốt không dùm cho em đi mọi người. Xài cốt không dùm cho em đi mấy chị. Đó vừa xài rồi đó mấy chị. Và một ít quai. Da mình ngứa mình xài không được cái gì hết thì bắt buộc mình phải xài công thức này thôi mấy chị, không có xài được cái nào nữa trơn á mấy chị ha. Tại vì ví dụ như mấy chị ham thấy người ta pha công thức mạnh, mấy chị mua về mấy chị xài cũng đâu được đâu, xài rồi nó ngứa sao mấy chị chịu nổi, đúng không cả nhà? Giống như bản thân em nè, em bán kem mạnh cho khách, em nói thẳng luôn là em bán kem mạnh cho khách, nhưng mà hồi đó giờ chưa bao giờ ai hỏi em đó là chị bán kem mạnh chứ chị có xài kem mạnh chưa. Đó, em không có xài kem mạnh được, nó thẳng là em không có xài kem mạnh được. Từ hồi lúc mà em mới ra clip cho lúc tới bây giờ luôn, lúc mà em chưa bán kem luôn á, lúc nào em cũng nói với mấy chị là cái da của em ngứa. Rồi nó văng kem. Đó, đây ha mấy chị ha, chắc kem của mình nè. Lúc nào em cũng nói, Linh có duyên quá, mỗi lần qua clip đứng trình ảnh cục che ngay chân cái bóng đèn luôn lên. Lần nào mày cũng dĩ chứ á, che ngay chân nguyên cái bàn tổ luôn. Đã cái điện thoại nó cùi bắp nó điên hùi rồi. Mười lần quay clip mấy chị, mười lần quay clip là nó đứng cục chành ảnh á. Nè mấy chị thấy không, có chắc kem nè, không có thấy đường. Đã cái điện thoại nó đen thùi rồi, rồi thêm nó nữa. Nè mấy chị thấy không, có chắc kem của mình nè, thấy mấy chị ha. Chắc kem nè, đánh mịn lên cái nữa là được nha mọi người nha. Đó, chắc kem của mình nè, đó. Họ này nó cuốn lâu lâu cái nó điên thùi lùi à. Em nói với chị á là hả, em đang tính nói gì xong cái lan lên cái không quên luôn. Con heo. Lan heo cái quên luôn rồi mấy chị.
cái điện thoại này nó hư rồi, nhưng mà được cái là cái dung lượng của nó nhiều quá, quay clip là nó dài được. Còn mấy cái điện thoại đẹp á thì quay xong rồi nói là không được, cái dung lượng nó thấp á mấy chị, quay có một chút xíu thôi. Cho nên là em lấy cái điện thoại này em quay, mà cái điện thoại này quay nó xấu lắm, nó đen thùi lùi cái màn hình, mấy chị thấy không, nó đen thùi lùi tới thui không có thấy cái gì hết trơn. Rồi thêm nó chơi nguyên cái xác nó 100 mấy chục ký, nó đứng ngay cái bóng đèn á rồi luôn đó mấy chị, rồi luôn cái thui đùi lùi. Cái công thức này á, quay lại vấn đề chính em, cái công thức này á mấy chị ha, là mình sử dụng cho em là không có tẩy, không có gì hết, là dành cho mấy cái da nhạy cảm, da không xài được đó. Thì mấy chị hỏi em đó, hồi đúng hồi nãy em đang nói đến cái vấn đề da của em, là từ lúc em chưa có bán kem là em đã ra clip là 1-2 năm rồi á, là lúc nào em cũng nói với mấy chị da của em là thuộc cái tiếp da nhạy cảm, không xài được mấy cái dòng mà kem mạnh đâu mấy chị. Hồi trước giờ em không có xài được kem mạnh đâu, bởi vì lúc đầu mấy chị thấy em ra clip toàn là clip kem dưỡng không à, đó clip kem dưỡng không à, nhưng mà mấy cái clip nó lại lên xu hướng, mấy cái clip nó lại rất nhiều lượt xem, tới 200-300 ngàn cao view. Cho nên đó là có những chị nào mà coi mấy cái clip đầu em là những cái clip đó là kem dưỡng thôi, em nhà mình mà muốn trắng mạnh trắng nhanh đó, thì mấy chị xem mấy cái clip sau em mới ra, thấy mấy chị ha. Còn lúc đầu là em ra mấy cái clip em kem em xài không à, kem em xài toàn là đa phần là kem không tẩy, chỉ nghiêng về dưỡng và thấm nhiều. Em nhắc lại nha, kem của em xài hồi trước tới giờ không phải là em bán kem xong rồi em mới nói, từ lúc em chưa bán kem là em đã ra clip là gần 2 năm, là lúc nào em cũng ra công thức dưỡng không à, ít có khi nào mà ra công thức tẩy mạnh, ra công thức trắng bạch tạng, công thức trắng bông trắng mất hết trơn á. Lúc đầu là em chỉ sử dụng là cốt thái dưỡng, cốt thái tẩy nhẹ, cốt thái vừa thôi. Đó là em sử dụng hồi trước tới giờ là cốt thái không tẩy luôn mấy chị. Trước giờ là em xài không tẩy luôn nha. Là em xài là từ hồi lúc năm mà em học lớp 12 xong em nghỉ học đấy, là lúc đó chắc khoảng lúc đó là chắc khoảng 20 tuổi quá ta, mà bây giờ là 36 tuổi rồi. Lúc đó chắc khoảng 20, 21 tuổi gì đó mấy chị. Em nhớ là gì đó, là em xài năm nay cũng 17, 16, 17, 18 năm gì rồi. Là em chỉ sử dụng là mua cốt thái, em chỉ mua xù thôi. Đó, xù rồi BNL rồi vitamin, với lại không có xài vitamin, xài quay thôi. Hũ quay màu đỏ là hũ này nè mấy chị. Đó, cốt thái nè rồi BNL với lại quay, đó là những cái thành phần chính. Rồi thêm Nivea nữa, thường hôm trước em hay xài Nivea mấy chị ha, tại em thích xài cái chất Nivea đó. Nivea hồi đó không có tiền, nó rẻ mấy chị, mua cái chai nhỏ thì nó có 10 mấy ngàn thôi Nivea, chứ không phải bây giờ mà có tiền sang mà xài Vaseline 100 mấy chục ngàn một tép rồi vitamin E út đồ này kia mắc tiền không có. Giờ chỉ xài cái thằng quay này thôi. Đó, quay với lại Nivea mà chai nhỏ gì nè, có 10 mấy ngàn thôi đó mấy chị. Cốt thái thì mua mấy hộp xù pha lại là xong. Là từ xưa giờ là em chỉ pha xài cốt thái dưỡng thôi. Đó, nhưng mà được có một cái là da em á, là nó nuôi dưỡng từ từ, nó trắng, mà nó trắng cái dạng tự nhiên, không có trắng sáng giống như người ta. Da em là không có trắng sáng giống như người ta mấy chị. Trắng ở ngoài, mấy chị nhìn thấy em ở ngoài là em trắng tự nhiên, trắng cái dạng trong veo, trắng tự nhiên á mấy chị ha. Không phải là trắng bạch tạng, trắng rất là tự nhiên luôn. Nó cho nên là da em là thuộc cái tép da nhạy cảm. Hồi xưa tới giờ là em không tắm được sữa tắm luôn á mọi người, em không tắm được sữa tắm luôn. Nói em chỉ tắm xà bông lia gội đầu thôi. Em tắm xà bông lia gội đầu luôn, không có tắm được cái gì hết trơn. Sữa tắm lạ lạ thôi, sữa tắm này kia mua về tắm là bị ngứa trơn à. Cho nên là em không có xài cái gì được trơn á. Đó, nó cho nên là những chị em nào mà da ngứa, da nhạy cảm thì mấy chị cứ xài cốt thái dưỡng, mình chịu khó. Biết rằng nó không có trắng mạnh thiệt, nhưng mà mấy chị bắt buộc phải xài thôi. Tại vì sao mấy chị bỏ tẩy vô là da mấy chị ngứa liền. Hoặc là mấy chị bỏ những cái thành phần kem mạnh giống như Bạch Ngọc Ly, hoặc là Thanh Hiền Muôn Thở này kia, có số chị thì xài được. Cũng có số chị da nhạy cảm nhưng mà thuộc cái tiếp dạng nhạy cảm vừa vừa thì xài được. Nhưng có ăn tiếp mà quá nhạy cảm giống như em đi là không xài được luôn. Xài nó bị ngứa sao mấy chị xài được. Cho nên bây giờ nó ra thêm một cái nữa là cái gì, bình thường đã dưỡng giống như em rồi, cái cốt thái thì nó lên tông cho mình chứ không phải là không lên nha. Nhưng mà nó lên tông từ từ. Bây giờ thì nó có thêm cái hàng retinol nữa thì nó đỡ, mấy chị pha cái hàng retinol vô nữa thì nó sẽ khử cái da đen của mình, nó cải thiện sắc tố với cái lớp da của mình, với lớp biểu bì da của mình, thì da của mình nó sẽ sáng dần dần lên cho mấy chị. Sau khi mấy chị xài á, qua ngày hôm sau mấy chị tắm nó ra một cái lớp hồn giống như là bợn dơ vậy đó mấy chị. Tắm nó ra một cái lớp bợn nhẹ nhẹ vậy đó. Đó, cho nên mấy chị nào mà da nhạy cảm chịu khó xài cốt dưỡng giùm cho em nha mọi người. Cốt dưỡng lên tông từ từ, lên tông nhẹ, mình bỏ thêm mấy cái hàng kích vô để nó nâng tông kem của mình lên thôi. Đó,
đó là em nói trước với mấy chị, ok chị nào chịu thì em đặt, chứ nhiều khi đặt về xong cái chê sao xài không trắng bông trắng bóc nữa, da mình nhạy cảm, không bỏ tẩy không bỏ kích mạnh làm sao mà trắng bông trắng bóc được mấy chị ha. Mấy chị lưu ý giùm cho em nha. Còn mình muốn mạnh mà trắng bông trắng bóc á thì em sẽ pha mạnh cho mấy chị, nhưng mà pha về mấy chị mua hũ nhỏ mấy chị xài thử thôi, chứ mua không được rồi ngứa rồi sao được mấy chị ha, bỏ uổng tiền nha. Chị này là chị Minh Chi nè, chị này Minh Chi ở Bà Rịa Vũng Tàu ha mọi người, Minh Chi ở Bà Rịa Vũng Tàu nha. Rồi ok, em cảm ơn mấy tình yêu đã theo dõi clip của em nha. Ủa mẹ uống này heo. Rồi em xin kết thúc clip nha mấy chị nha. Chị em nhà mình muốn đặt cái gì mấy chị đi thẳng vào vấn đề dùm cho em. Ví dụ như mình muốn mua công thức cốt thái pha bạch ngọc liên, cốt thái retinol, mấy chị nhắn qua cho em một cái một cho em dễ tư vấn nhanh gọn lẹ dùm cho em. Hoặc là da mình bị cái vấn đề gì đó thì mấy chị nói dùm em. Ví dụ như da chị nó bị nám, da chị bị đòi mồi, da chị bị tàn nhang, hoặc là da chị bị lột mà nó bị sát, nó thâm, bây giờ phải làm như thế nào và sử dụng các kem nào, em tư vấn cho chị. Ok, nó đi thẳng vào vấn đề em dễ, em tư vấn cho mọi người nhanh gọn lẹ. Còn mấy chị không có đưa thẳng vào vấn đề, mấy chị nói cái gì đâu em không hiểu thì em sẽ không tư vấn được cho mấy chị đâu ha, không tư vấn được đâu. Nên là mọi người muốn em tư vấn cái gì đi thẳng vào vấn đề chính giùm cho em nha cả nhà nha. Mình muốn mua kem gì, hoặc là da mình có bị ngứa hay không, hoặc là da mình đen hay là không đen, mình muốn xài kem mạnh hoặc là kem dừa hoặc là kem nhẹ đó, hoặc là kem ủ ban đêm, hoặc là kem dưỡng thấm gì đó không rít gì đó, mấy chị đi thẳng vào vấn đề giùm cho em để em dễ tư vấn cho mấy chị ha. Em biết là cái da mấy chị hiện tại nó như thế nào em mới biết đường tư vấn, chứ mấy chị nói dòng do trên mây trên trời gì không à. Em không biết đường, không hiểu gì luôn, có nhiều chị nhắn qua không hiểu gì chân á đó. Nên là mấy chị mua cái gì hoặc là gì mấy chị đi thẳng vào vấn đề giùm cho em nha mọi người ha, để em dễ biết đường tư vấn cho mình. Rồi em cảm ơn cả nhà mình nha, em xin kết thúc like nha. Với lại cho em nhà mình á, mình mua công thức của ai á thì mình cứ nhờ người ta tư vấn đại đi mấy chị. Mình muốn mua cái gì thì của người nào đó, mình thích công thức của bên người đó thì mấy chị cứ đi thẳng qua đó mấy chị mua. Chứ mình lấy hình của người khác mình nhờ em tư vấn em đâu có biết đường đâu, tại vì công thức của người ta khác, công thức của em khác, cho nên là không ai giống ai hết trơn. Mọi người mấy chị mua công thức của em thì em tư vấn công thức của em thôi, còn công thức của người khác thì em sẽ không tư vấn được cho mấy chị đâu. Tại vì thường đa phần á, người ta lên một cái công thức trên mạng á thì người ta sẽ giấu lại một hai cái thành phần chính của combo của người ta, không có ai cho hết mấy chị hết. Rồi em bán nguyên liệu cho mấy chị xong về mấy chị pha không được, ra lỏng le lỏng lét, cái mấy chị nói mua của con nhỏ đó xài không được đó, của người ta em xong cái em bị dính, em bị dính chưởng, mấy chị hiểu không, có nghĩa là của người ta bị dính chưởng đó. Cho nên là có khi những cái công thức của người khác á em nhìn vô em biết là nó thiếu những cái thành phần gì và nó ra cái chất kem không có đẹp, nên là em sẽ không bán và không tư vấn cho mấy chị. Khi mấy chị mua công thức em thì em tư vấn cho mình thôi đó, cái kiểu giống vậy đó mấy chị, chứ không phải là không muốn bán cho mấy chị. Tại vì bán cho mấy chị là em lấy tiền, nhưng mà em về em bị mang tiếng, công thức của người ta mà em bị mang tiếng. Về cái thứ nhất là mấy chị xài không trắng, tại vì đổi công thức ra là em biết liền nó không có trắng gì chứ, không có thành phần gì để trắng hết trơn, nó chỉ là kem cốt thái giống như là cốt dưỡng như thế này nè, cốt dưỡng giống như thế này mà em bỏ retinol nó thì nó có cái tốc độ tăng lên trắng cho mình. Còn cái kem của mấy chị đưa nó không có cái thành phần gì để làm cho cái kem nó tăng trắng hết trơn á mấy chị, nó chỉ là cốt, mấy chị đưa cho em nó chỉ là cốt với BL thôi, thì nó là công thức dưỡng giống như em đang xài vậy đó mấy chị. Nó sẽ lên tông nhẹ nhẹ cho mấy chị, chứ nó không có trắng nhanh, trắng mạnh, trắng mặt bạn đó. Rồi em bán cho mấy chị, về xong mấy chị xài không trắng, cái mấy chị không có nói công thức của người ta, mà mấy chị vô mấy chị comment mấy chị nói em bán kem không trắng nữa, khổ lắm mấy chị. Nên là mấy chị hiểu giùm cho em ha, khi mấy chị mua cái gì của em thì em sẽ tư vấn cho mình. Còn mấy chị chụp những công thức của người khác đưa cho em 5-3 công thức gì đó, em sẽ không trả lời bất kỳ một công thức nào cho mấy chị hết á, nên là mấy chị thông cảm giùm cho em nha. Rồi ok, bye bye cả nhà mình nha. Cả nhà muốn mua gì thì cứ inbox qua số Zalo giùm cho em 0901 280 656 nha mọi người.